Em chào các bác, em Lâm đây, lại tiếp tục quay bếp cho các bác đây. Lại bếp gà đây, lại bài ca muôn thuở. Thì em sẽ quay qua cửa hàng một chút để bác nào mới xem kênh có thể biết kênh nhà em. Thì kênh em là kênh Thanh Lâm Gia Bán Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số đuôi 066 là số đuôi giao dịch của cửa hàng nhà em. Còn số dưới số 0975360433, số dưới là số hỗ trợ kỹ thuật. Còn không biết gì về mua bán giá cả đâu nên các bác đừng có gọi cho em làm gì cả. Em chỉ hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn sửa chữa cho các bác thôi. Còn các bác mua bán gì các bác cứ điện cho số trên nhá. Đấy, xếp để cái biển xuống bác. Thì trước mắt bác này là một con Paloma 2019. Và con này thì cực hiếm, cực ít các bác được nhìn thấy luôn. Bản thân em đi làm bếp rất lâu mà em cũng ít khi được gặp con này lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời được gặp vì đời khá cao. Và cũng lần đầu tiên được gặp nó. Bởi vì tại sao nó gặp nó có hai nút. Đấy, nút gì thì các bác biết, bác biết rồi. Đấy, nút 3 giây nút gì thì các bác biết rồi. Đấy, để em quay qua mặt tiền này. Mặt tiền thì châm hết này. Mặt tiền thì không có cái gì mà soi, không có lốt chân kim. Đời này, sản xuất tháng 8 năm 2019, bắt đầu xuất xưởng đến tay người tiêu dùng thì đến 2000 bao nhiêu đấy. Bếp có vết sức mờ một chút. Đấy, mà một chút như sợi kim. Đấy. Đấy. Đây này bẩn, còn không bị vết nào nữa. Đây bị bẩn. Đấy, còn đầu bếp thì đẹp chấm hết rồi. Mặt tiền này, đẹp chấm hết rồi. Bếp này, hai cái họng. Nhìn này nó yêu chưa? Các bạn nhìn này đã thấy mê chưa? Đấy. Bếp thì full hết hai tính năng chống cháy nồi này, chống cạn nước này. Đấy. Chống trào này, chống gió này. Nắp kiềm vào, một chạm phát lên luôn. Đấy. Một chạm phát lên luôn. Đấy. Gạt lửa này. Lửa này. Nó nhìn này nó mê chưa? Đấy, nhìn này mê chưa? Nhìn này mê chưa? Đấy. Này, nướng này. Đấy, ngăn nướng này. Lò nướng này. Các bác nhìn thấy nó đã sáng chưa? Đây, cái giá nướng này. Thì các bác nhìn thấy nó đã sáng, đã thích chưa? Không mua chiếc này thì mua thế nào? Chiếc này nó không phải đóng bếp nên lửa to như cái bát loa. Đấy. Bếp thì cực đẹp rồi. Thì quay qua như vậy thôi. Thì ngày Tết em bận không có thời gian két nước đâu. Bếp thì em bảo hành như các bác trọn đời mà. Em bảo hành như các bác 15 năm rồi. Các bác lo cái gì đâu. Đấy, bảo hành tại cửa hàng em là 2 năm. Còn hỗ trợ sửa chữa cho các bác cả một cuộc đời luôn. Đấy, 5 năm sau hỏng cái kiềng này, gọi điện lại cho em Lâm. Đấy, em Lâm tặng cho cái kiềng. Đấy. Các bác không phải lo cái gì cả. Còn không mua nhà em thì dĩ nhiên là kiềng cứ 250.000 thôi. Còn mua hàng nhà em là em sẽ tặng cho các bác. Đấy, sướng là như vậy. Đấy. Giá trước này thì rất bình dân, đời cao chót vót. Trước này thì các bác yên tâm này. Hiếm có, khó tìm lắm. Đấy, các bác cứ điện thoại cho em Lâm theo số này 0377996066. Giá trước này thì nhô 3 triệu một chút thôi. Còn nhô bao nhiêu triệu thì các bác cứ gọi cho em. Đấy, bếp thì em bảo hành cho 2 năm, tặng một đôi pin, tặng hết trong chuột. Còn trên 3 triệu một chút thôi giá trước này thì bán này là bán đặc biệt. Đấy. Đấy, hai lúm luôn. Đấy. Ít khi gặp lắm. Đấy. Thì các bác lấy chiếc này thì alo cho em nhé. Giá chiếc này thì trên 3 triệu một chút thôi. Trên 3 triệu không đáng bao nhiêu tiền đâu. Đấy, thì các bác cứ alo cho em. Còn chiếc này thì giá các bác không mua được đâu. Chiếc này thì hay là không bao giờ nó ế đâu. Đấy, nhưng chiếc đời cao này thì ngoài 20 Tết ra các bác nào mà không mua nhanh nhé. Tầm 20 Tết là không bao giờ còn đâu. Đấy, xin phép chào các bác nhé. Hẹn các bác vào video kế tiếp. Chào các bác.